Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay giữa Lý Thiếu Canh và Dương Thiên Nhất. Trận này thì Lý Thiếu Canh cầm đỏ đầu tiên, còn Dương Thiên Nhất cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thích.将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。xe 6 tấn 3 chiếu tướng sát cục. Trên đây thì Vua Thứ Nhất buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.